Ông Nguyễn Văn Hưởng, trưởng phòng dự báo khí hậu Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, bão số 6 nằm trong một giải hội tụ nhiệt đới liên hành tinh và nằm trên chuỗi xoáy cận nhiệt đới, tức là cùng một lúc trên các đại dương bốn cơn bão đều cùng hoạt động là Nát Ri Biển Đông, Ma Ha Ấn Độ Dương, Ha Long Tây Bắc Thái Bình Dương và bão Dịnh Ben Gan làm cho cơn bão số 6 có diễn biến tương đối phức tạp. Những hình thái này gây khó khăn vô vàng cho các dự báo riêng không chỉ Việt Nam và trên thế giới. Ông Nguyễn Văn Hưởng, trưởng phòng dự báo khí hậu Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chậm theo hướng đông, sau đó có khả năng đổi hướng, di chuyển chậm về phía tây, mỗi giờ đi được khoảng 5 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 4 giờ ngày 8 tháng 11, vị trí tâm bão ở khoảng 13,2 độ vĩ bắc, 116,7 độ kinh đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 320 km về phía đông bắc. Sức gió mạnh nhất dùng gần tâm bão mạnh cấp 19 mi trừ 100 giờ, giật cấp 12. Về tương tác giữa giải hội tụ nhiệt đới liên hành tinh đó làm cho cơn bão số 6 lúc thì đi ra, lúc thì đi vào, cường độ thay đổi thường xuyên và bị phụ thuộc vào cơn bão Hai Long và các cơn bão khác, áp thấp nhiệt đới cùng không khí lạnh tràn xuống trong những ngày 7 đến 8 tháng 11. Do có quá nhiều yếu tố tác động như vậy nên hiện tại tất cả các mô hình dự báo trên thế giới như của Mỹ, Nhật, Trung Quốc, Đài Loan đều chưa có dự báo ổn định mà đang thay đổi liên tục thậm chí là trái ngược nhau, ông Hưởng cho hay. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vào hồi 4 giờ ngày 7 tháng 11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,5 độ dĩ Bắc, 116,8 độ Kinh Đông, cách đảo sông Tử Tây quần đảo Trường Sa, khoảng 340 km về phía Đông Bắc sức gió mạnh nhất dùng gần tam bão mạnh cấp 9 75 90 giờ, giật cấp 11. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 110 km tính từ tam bão. Cùng một lúc trên các đại dương bốn cơn bão đều cùng hoạt động là bão Nát Ri Biển Đông, Maha Ấn Độ Dương, Ha Long Tây Bắc Thái Bình Dương và bão Dịnh Ben Gang dùng nguy hiểm trên biển Đông trong 24 giờ tới bắn kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên, do ảnh hưởng của bão và không khí lạnh, phía Bắc dĩ tuyến 11,5 độ dĩ Bắc, phía Đông kinh tuyến 112 độ kinh Đông. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 50 km và có khả năng mạnh thêm. đến 4 giờ ngày 9 tháng 11, vị trí tâm bão ở khoảng 12,9 độ vĩ Bắc, 114,7 độ Kinh Đông, cách đảo sông Tử Tây khoảng 180 km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất dùng gần tâm bão mạnh cấp 11 12 100 135 giờ, giật cấp 14. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây với tốc độ nhanh hơn, mỗi giờ đi được khoảng 10-15 km. đến 4 giờ ngày 10 tháng 11, vị trí tâm bão ở khoảng 13,1 độ vĩ Bắc, 111,8 độ Kinh Đông, cách đất liền các tỉnh Quảng Ngãi Khánh Hòa khoảng 280 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất dùng gần tâm bão mạnh cấp 10 11, 90 trừ 115 giờ, giật cấp 13. Trong 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15 km, đi vào đất liền và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 4 giờ ngày 11 tháng 11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở trên đất liền các tỉnh Tây Nguyên. Trong 96 đến 120 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng tây tây bắc và đi sâu vào đất liền, sau đó suy yếu dần thành một vùng áp thấp trên khu vực phía bắc Campuchia. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.